Chúng anh em quay trở lại kênh YouTube của My Channel. Ngày nay thì mình sẽ có một clip so sánh hai dòng Smart TV 55 inch đang được rất nhiều khách hàng tham khảo tư vấn để lựa chọn mua cho gia đình cho dịp Tết 2020 mà. Năm nay thì mình sẽ so sánh hai cái mã hàng để mọi người cùng tham khảo của LG với mã hàng 2019 là 55UM7600PTA và mã hàng của Samsung. Ở phía xa em lát nữa mình sẽ quay trực tiếp mã hàng 55RU7400 của năm 2019 anh em nhé. Đấy thì mong anh em tiếp tục nhấn subscribe ủng hộ kênh và có thể để lại bình luận hoặc câu hỏi để được mình hỗ trợ tư vấn cho anh em. Phần 1 của clip thì mình sẽ giới thiệu dòng 55UM7600. Đã có rất nhiều các clip so sánh TV mình đã thực hiện để anh em cùng xem và theo dõi. Thì thường mình sẽ so sánh những cái mã hàng cùng phân khúc màn hình, độ phân giải cũng như giá thành nó xem nhau. Đấy, trong clip ngày hôm nay thì mã hàng 55UM7600 trước mặt anh em và cái mã hàng 55RU7400 thì cũng tương tự, không có khác gì nhau cả. 55UM7600 đang có giá bán tại hệ thống siêu thị máy Ecomart là 15.590.000, tặng kèm theo một phiếu mua hàng 800.000 và có hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Mã hàng này thì được hãng LG ra mắt năm 2018-19, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Hôm nay thì sau khi trừ hết phiếu 800.000 thì còn khoảng 14.790.000 nhập khẩu Indonesia anh em nhé. 55UM7600 thì có một số cái tính năng cũng như là cái đặc điểm thông số kỹ thuật mà anh em cùng tham khảo. Đó là cái này có độ phân giải 4K. Với độ phân giải 4K thì chất lượng hình ảnh nó sẽ đẹp gấp 4 lần TV Full HD. Ngoài ra thì có cái công nghệ cơ bản như anh em sẽ thấy là có công nghệ 4K Active HDR tăng cường độ tương phản. Có công nghệ True Color Accuracy cho màu sắc chính xác. Có chip xử lý quad-core hoàn thiện chất lượng hình ảnh, âm thanh sắc sảo với công nghệ DTS V2X, hệ điều hành WebOS 4.0 và có đầy đủ những cái tính năng như đưa chiếu màn hình điện thoại lên TV. Trước mặt anh em là một đoạn clip demo 4K trên dòng UM7600. Cái này thì sẽ có những cái tính năng như sau. Có cái tấm màn IPS này, màn hình IPS có 4K Active HDR, có điều khiển thông minh Magic Remote. Điều khiển thông minh Magic Remote thì anh em có thể nhìn qua này. Điều khiển của nó thì anh em có thể là sử dụng tương tự như một con chuột không dây, có tính năng hỗ trợ tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi. Về thiết kế thì 55UM7600 có thiết kế tấm màn cũng có cái độ dày tương tự như của các năm 2016, 2017 và 2018. Tấm màn của UM7600 thì khác biệt hoàn toàn so với UM7300 và 7400 là nó full màn, tức là full viền của màn hình này. Không có giới hạn màn hình, mặc dù có cái viền nhưng mà nó rất là mỏng thôi. Còn đối với các cái dòng LG khác thì nó khá là dày. Đây một dòng khác đây, anh em nhìn này. Đây UM7300 và 7400 thì cái độ dày của viền màn hình nó khá là lớn. Nên là khi mà anh em trải nghiệm hình ảnh nhìn cái khung hình trên UM7600 thì cái giới hạn màn hình nó cực kỳ nhỏ, cho cái cảm giác là hình ảnh nó sâu và rộng hơn. Và chất lượng hình ảnh thì với những cái công nghệ như con chip xử lý hình ảnh có cái 4K Active HDR thì như anh em nhìn đây, demo một đoạn clip 4K đây thì hình ảnh trên UM7600 rất đẹp, màu sắc vô cùng tươi sáng, rực rỡ và trung thực. Chân đế thì chân đế bán nguyệt, đây là chân đế bán nguyệt hình vòng cung đây. Chất liệu của nó là chất liệu nhựa plastic nha anh em, nhưng mà khá là chắc chắn rồi. 55UM7600 thì sử dụng hệ điều hành WebOS 4.5 nên là đây là cái hệ điều hành được phát triển riêng bởi LG. Nó là bản nâng cấp từ các hệ điều hành 3.3.5, 4.2019 là 4.5. Hệ thống ứng dụng cũng như là các tính năng cài đặt điều chỉnh TV thì được bố trí ở trên một cái thanh menu ngang bên dưới nên là sử dụng nó khá là dễ dàng, rất là dễ. Nếu mà gia đình có người già và trẻ nhỏ thì mình chỉ cần hướng dẫn thao tác một hai lần thôi là đã có thể sử dụng được rồi. Nó đều tràn giải, tràn và giải đều những cái ứng dụng hoặc cái tính năng cơ bản.
55UM76 thì có hệ thống các cái cổng kết nối như anh em cùng nhìn, có cổng Coblen, cổng HDMI, cổng USB. Tuy nhiên thì con này thì không có cổng 3.5. Nếu mà anh em sử dụng âm ly cũ và muốn là kết nối âm thanh từ TV UM76 xuống thì sẽ phải sử dụng bộ chuyển đổi từ cổng quang ra cổng 3.5, cổng audio out ấy, thì mình có thể cắm được xuống âm ly. Nó không thì anh em sẽ sử dụng Bluetooth để kết nối các cái dàn âm thanh hoặc tai nghe hay cần chơi game. Hệ thống ứng dụng trên UM7600 thì nó có đầy đủ các cái ứng dụng giải trí như anh em cùng nhìn, có YouTube, có MyTV, có Netflix, có phim cộng, có BTV On Cap, có Clip TV. Ngoài ra nó có cả trình duyệt web, có thể truy cập được các cái website, đọc báo, nghe nhạc, xem phim. Anh em cùng nhìn đây, đây là kênh của tin nhanh VN Express này, Zing TV này, có FPT Play này, Zing 13, rất dễ dàng truy cập. Anh em có thể cắm chuột không dây vào cũng có thể sử dụng rất là mượt, tương tự như con chuột như con điều khiển Magic Remote của UM7600 anh em nhé. Đấy, thì anh em cùng xem qua đây là đoạn clip hình ảnh demo trên 76 rất sáng, hình ảnh sắc nét chân thực rất là sáng. Tấm lên IPS thì cho cái khung hình độ tương phản, dù ở góc nhìn nào thì bên trái bên phải thì đều cho khung hình rất là sáng và rõ ràng. Đấy, mình vừa giới thiệu qua UM76. Còn trong clip phần 2 của clip mình sẽ giới thiệu với anh em 55RU7400 của Samsung. Mình đã có clip review chi tiết và đánh giá cái dòng 55RU7400 này để anh em xem rồi. Này thì model mới của năm 2019, có độ phân giải 4K này, có những cái công nghệ khá là đặc biệt của Samsung như có giải màu Dynamic Crystal Color, có công nghệ HDR10, có tìm kiếm giọng nói tiếng Việt và có trợ lý học Bixby. Với công nghệ tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt thì anh em có thể thao tác tìm được rất nhiều những cái nội dung video, đoạn phim ca nhạc trên YouTube đơn giản với thao tác là nói tiếng Việt thôi. Giá bán của 55RU7400 sau khi trừ hết quà là khoảng 15.490.000. Như vậy thì nó sẽ đắt hơn so với của 55UM76 là 14.890.000, nó đắt hơn khoảng 600.000 anh em nhé. Với 600.000 thì anh em có thể chọn UM76 hay là RU7400. Nhất về thiết kế màn hình UM76 thì tràn 3 viền, còn RU7400 của Samsung thì cái viền màn hình khá là dày. Màu sắc, chất liệu viền hai thằng như nhau đều là viền plastic hết. Của thằng 7600 LG thì viền plastic nhưng mà nó là màu đen, còn này là màu bạc. Chân đế thì của Samsung RU7400 thì cũng là chân đế plastic chống ở chính giữa. Độ phân giải và màu sắc trên RU7400 và độ sáng thì mình thấy nó sáng hơn so với cả UM76. Cho tất cả các cái phân khúc TV trên thị trường hiện tại thì Samsung là một trong những dòng TV có cái độ LED màn hình và có hình ảnh cũng như là màu sắc nó sẽ tươi sáng và rực rỡ hơn rất nhiều so với các hãng khác. Như anh em đang nhìn một đoạn clip demo 4K đây. Về tính năng cũng như là hệ thống ứng dụng thì anh em cùng xem có những cái gì anh em nhé. 55RU7400 thì chạy hệ điều hành Tizen OS được phát triển riêng bởi Samsung. Và bố trí ứng dụng trên cái TV thì cũng tương tự như iOS. Tất cả các hệ thống tính năng cài đặt TV và ứng dụng sử dụng trên RU7400 thì cũng được trải đều trên cái thanh ngang của TV như anh em đang nhìn đây. Nó rất nhiều những ứng dụng khác nhau. Của Samsung thì có đầy đủ các ứng dụng tương tự như của LG. Như em nhìn có YouTube, có Pocket, có phim cộng, FPT Play, Clip TV, Netflix, đầy đủ hết. Khác biệt hơn so với LG là nó có thêm Apple TV. Cái tính năng Apple TV này thì từ 16 tháng 5 2019 thì Samsung hợp tác với cả Apple cho thêm ứng dụng Apple TV này, kho phim giải trí với vô vàn những cái bộ phim đặc sắc trên thị trường, trên quốc tế hoặc là những cái bộ phim bản quyền mà chỉ có Apple TV mới phát thôi. Về tính năng kết nối thì
của LG thì anh em có thể chiếu màn hình từ iPhone này, và của Samsung tương tự như vậy, rất là dễ dàng. Cái đấy thì mình sẽ không đi sâu nữa. Và cái hệ thống cổng kết nối thì như anh em nhìn, của Samsung thì cũng có hệ thống cổng HDMI, có USB, có cổng quang, và nó cũng không có cổng 3.5 tương tự như UM76 của LG. Như vậy là anh em muốn là kết nối âm thanh từ TV xuống thì đều phải sử dụng bộ chuyển đổi hoặc sử dụng Bluetooth. UM76 và RU74 của Samsung thì đều có Bluetooth rồi, rất là dễ dàng cho việc kết nối tai nghe hoặc tay cầm chơi game hoặc các hệ thống dàn sao ba âm thanh bên ngoài có Bluetooth anh em nhé. Thường thì bây giờ sẽ sử dụng Bluetooth là khá là nhiều. Đấy, một số cái tính năng chia sẻ cũng như là cái thiết kế mình có chia sẻ. Anh em muốn xem cái clip đánh giá chi tiết của RU74 thì anh em có thể tìm trong danh sách của kênh. Mình đã có clip review đánh giá chi tiết cái dòng này rồi. Đấy, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip ngày hôm nay. Mong là anh em sẽ để lại bình luận và góp ý là mình có những clip ra tiếp theo sẽ tốt và phục vụ anh em nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh em.